Tại quyền Thủ Thừa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Giang Nhiều đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, đoàn đến thăm và chúc Tết công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hòa Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ASG Toàn cầu, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tân Thành Hòa Long An, công ty trách nhiệm hữu hạn cao su nhựa Dạng Phát và công ty cổ phần IDTT. Sau khi nghe các doanh nghiệp thông tin về tình hình sản xuất cũng như một số khó khăn tồn tại, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Châu nhiều đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy nội lực, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt quan tâm tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho người lao động. Dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Châu nhiều cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp thăm hỏi công nhân và khảo sát tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp.